Quý vị lật trang 92. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tam Đại Chứng Minh. Hôm nay chúng con sắm sửa hương hoa phẩm vật làm lễ đám dỗ thường niên nhập tháp cầu siêu cho một số hương linh. Hôm nay ngày kỷ dỗ của Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đôn Thế Dân Nguyễn Tú Loan, sinh năm 1959, viên tịch ngày 22 tháng 5 2023, trụ thế 65 năm, hạ lạc 42 năm, chúng con cũng dâng sơ cầu siêu cho hương linh Thôn Mi Anh Tuấn Nguyễn, Pháp danh Thông Mi Nhật Anh Tuấn, sinh ngày 10 tháng 8 1994, tạ thế ngày 23 tháng 10 2022, hưởng dương 28 tuổi. Chúng con dâng sơ đám dỗ thường niệm cho Sa Di Ni Bồ Tát Giới Thích Nữ Tịnh Thành Thế Danh Nguyễn Thị Minh, sinh năm 1933, tạ thế ngày 26 tháng 4 năm Tân Tỵ âm lịch, hưởng thọ 67 tuổi. Chúng con dâng sơ sinh nhập tháp cho thai nhi vô danh là Đồng Siêu, chết Vĩnh Tử năm 2007, mẹ là Phán Gia Kim Thư, cha là Hồ Văn Thần. Dâng sơ nhập tháp cho thai nhi Thiện Đại, sinh nhập tháp cho hương linh Viên Kim, Pháp danh Thiện Giác, sinh 1931, tạ thế 14 tháng 7 2004, hương linh Võ Thị Sâm, Pháp danh Diệu Trung, sinh 1934, tạ thế ngày 1 tháng 3 năm 1996. Hồng Tâm, sinh nhập tháp cho hương linh Võ Diệm, sinh 1870, tạ thế 1896. Hương linh Phạm Thị Hạnh, tạ thế 1941. Hương linh Võ Kha, Pháp danh Thiện Khánh, tạ thế 30 tháng 3 1948. Phật tử Giác Sơn, dân sơ cầu siêu cho Võ Long, Pháp danh Như Hội, sinh ngày 3 tháng 6 1942, tạ thế 19 tháng 6 2023. Võ Thị Thu Cúc, Pháp danh Diệu Hoa, sinh 1935, tạ thế 28 tháng 7 2023. Trần Phúc Dùng, nhân sớ cúng dỗ cho Philip Burst, sinh ngày 19 tháng 4 1933, tạ thế 19 tháng 5 2022. Thiện Công, dân sớ đám dỗ thường niên cho hương linh Diệu Phương Cự, Pháp danh Thiện Lực, sinh 1917, tạ thế 12 tháng 4 1993. Huệ Đạo, Hà Mi, dân sớ đám dỗ thường niên hương linh Trà Thị Khuyên, Pháp danh Diệu Thiệt, sinh 12 tháng 5 1922, tạ thế ngày 10 tháng 4 2017 âm lịch. Phật tử Diệu Lượng, dân sơ đám dỗ thường niên cho ba là hương linh Nguyễn Văn Thạch, Pháp danh Quảng Ngôn, sinh ngày 16 tháng 1 1913, tạ thế 22 tháng 5 1995. Hòa Tông, dân sơ cầu siêu cho Dượng Võ Thái Hòa, Pháp danh Đức Nhã, sinh ngày 29 tháng 2 1956, tạ thế 15 tháng 9 2023, hưởng thọ 68 tuổi.
Thiện đạt dân sơ 49 ngày cho hương linh Quỳnh Liên Sương pháp danh Nhật Liên sinh ngày 24 tháng 4 1941, tạ thế ngày 29 tháng 3 2024. Hồng Thảo xin nhập tháp cho hương linh Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh pháp danh Liên Quỳnh sinh ngày 10 tháng 3 1986, tạ thế ngày 2 tháng 5 2024. Phật tử Tâm Hải dân sơ đám dỗ cho hương linh Dương Tấn Tiền tạ thế ngày 10 tháng 7 năm 2010 ai dân sơ gì Dương Tấn Tiền 2012 tổ chức trong ngày 12 24 36 của đại tạ thế ngày 10 tháng 7 2012 hương linh Lý Thị Chương tạ thế ngày 11 tháng 7 năm 2018. Phật tử Diệu Bình dân sớ đám dỗ thường niên hương linh Trần Kim Thanh sinh ngày tạ thế ngày 8 tháng 6 1987 hương linh Lý Thị Y tạ thế ngày 8 tháng 6 1964. Phật tử Liễu Tự xin nhập tháp cho hương linh Tạ Tường Long pháp danh Minh Phụng sinh 26 tháng 3 1929, tạ thế 30 tháng 3 2020. Riêng một số Phật tử gửi sớ cầu an cầu siêu nhờ thần lực của ba vị sàng lọc Ngọc Sương Xá Lợi chiều nay sẽ được đốt dưới đại hồng chung của làng. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật tán đại chứng minh. Quý vị cùng dâng hương với sư phụ. Nguyện đem lòng thành kính gọi theo đám mây hướng phàm Phật khắp mười phương cũng dường ngồi tam màu thầy trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật tử gia hộ tâm bồ đề kiên cố xa để khổ buồn mê chẳng quay về vỡ dân. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tăng. Cầu nguyện hôm nay có nhiều Phật tử dùng sơ cúng thất năm dược tụng kinh cũng như nhập tháp làm Di Đà Indio. Chúng con một giả chí thành hướng cầu Tam Bảo từ vi gia hộ cho liệt vị hương linh dân sơ cầu siêu nhập tháp phát tâm bồ đề rộng lớn dứt sạch nghiệp chướng sâu dày được quảng sanh về thế giới an lành. Nam mô tiếp dẫn hương linh A Di Đà Phật ta đại chứng minh. Quỷ y
Nam mô Tam
nhập thác hoặc cầu siêu. Hôm nay chúng con tụng kinh A Di Đà hồi hướng, quyền lực dễ hướng linh đồng phát nguyện vãng sanh cực lạc quốc. Hướng đến hôn thảo các địa mang ta điều bởi vô thị sơn xây nhớ tạo tâm địa vị phát chân ta tất cả hướng lên điều sáng hối nhớ quyền nam mô giáo chủ vô sư tất ca mâu ni phật ngờ được lai hạ thánh chỉ là công phật ngài và cầu sư lời bồ tát đại thánh phổ hiền bồ tát hộ pháp chư tôn bồ tát linh sơn hội thượng vô lượng phật bồ tát tiếp độ linh liệt dị hương linh có ngài kỳ dỗ ngài nhập tháp cũng như dân sơ cầu siêu. Hôm nay chúng con sắm sửa ba mâm phẩm vật hương thơm ngào ngạt, cung thỉnh liệt dị hương linh trở về làm lễ Phật nghe kinh hương linh hộ tạo các địa mang vô thể tham sân xây từ thân địa thị phá chân ra tất cả dân sơ cầu siêu. Chúng con tụng trì kinh A Di Đà hồi hướng nguyện liệt dị hương linh đồng phát nguyện vãng sanh cực lạc quốc. Hướng lên hài lãng nghe rồi vô tâm tạo bao đời dân thôi tội thời diệt vong tội vong tâm diệt hồi trong lục đạo tạo bao nhiêu quan gia trái chủ ngày nay nhờ thần lực Đức A Di Đà quyển liệt dị hương linh tội diệt phước sanh tâm thầm cảm chiếu pháp nhiệm màu cấp ngàn muôn kiếp khó niệm cầu con nay nghe thấy chuyện gì niệm quyền tỏ như Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bà câu la nầu lầu đà nhân quê đại đệ tử như đại bà lạc đại bồ tát quán thù sư lời bồ tát đàn đà ra đề bồ tát thường tinh tấn bồ tát các vị đại bồ tát như thái với vô đường chữ thiết như âm thân đề hoàng như vẫn vẫn tồn tại điều tất như hồi bảo ai thương lao xa lời phật từ đây qua phương tây qua mười mùa ngữ rồi và có thế giới ta là gần là động thế giới đó có được và nhiều là A Di Đà xa lời qua cõi đó vì sao tên là gần là vì trong sáng trong cõi đó không có vì những sự khổ thì dường như điều vui nát thương đó Phật đến Phật có ba nhân dân của ngài sống lâu vô lượng.
về được đâu vì sao vì được đâu thôi một chỗ vời càng vật thường thì nhân xa đời vẫn cảnh có thể dùng vô tích nhớ nhiên mà được sanh về coi có xa đời vẫn nếu có thiền làm tin được nghe nói đức Phật A Di Đà thì niệm dẫn hiệu của đức Phật đó hai ngày qua ba ngày Hãy
tinh từ đâu có lòng tình đến phát nguyện sanh về cõi kia. Người khen công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật, và chư Phật cùng người khen công đức không thể nghĩ bàn của ta. Như được Phật Thích Ca Mâu Ni càng là hướng có ngài đông coi ta bà đầy năm mát trượt kiên trượt kiên trượt phiền nào trượt chúng sanh trượt mạng trượt ngại chứng được nỗi vô thường chánh đẳng chánh giác. Nỗi pha này ta cả thế gian đều khó tính xa lời vẫn phải biết rằng trong đời an năm trượt thực hành việc khó này ta thành Phật vô thường. Vì tất cả thế gian ta nói pháp khó tin này, đức Phật nói kinh này xong ngày xa lời Phật cùng càng vi thì kéo tất cả trong đời đời người A-tu-la. Đức Phật dạy là vui mừng tính nhận đặt lễ và lui ra giáo chủ cõi Tây Phương. Đức Phật A Di Đà Phật bốn mươi tám quyền hướng dẫn đường chúng sanh đại sen lực rỡ sẵn sàng quang âm thế chi ai hàng thiên minh. Nam mô tịnh độ Phật Bồ Tát. Nam mô tịnh độ Phật Bồ Tát. Nam mô tịnh độ Phật Bồ Tát. Ma ta. Quý vị lật trang 228. Một hai hết pin rồi, nó hết chưa sạc. Một kéo nữa đi, còn dây cái kéo đi rồi một kéo đi. Nam mô Thích Dân Đạo Sư A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Hôm nay chúng con sắm sửa hương hoa phẩm vật làm đám dỗ thường niên cho ni sư Thích Nữ Hạnh Đoan Thế Dân Nguyện Tu Loan. Sanh ngày sanh năm 1959 viên tịch ngày 23 tháng 5 năm 2023 trụ thế 65 năm hạ lạc 42 niên. Và rất đông những Phật tử dân sở đám dỗ thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật Dông Thụ Phật Tiền. Quý vị quyến đồ đảnh lễ ni sư tam bái. Chẳng ngô thà lực giả hương
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dị hương linh nhị vai. Ám dương đồng nhất lý sanh tử kia nói đàn địa tan hộ thời động cầu chư Phật dân ơn. Quý vị quỳ trước bàn linh của ni sư và bàn linh của quyền trăm họ thành kính chuẩn bị dân thức ăn lên mời liệt vị hương linh nạp họ. Trong khi quý vị chuẩn bị dân phẩm vật thì chúng con hướng về bảy vị Như Lai đầu thành cung thịnh Quang Lâm là Ngã Di Đà gia hộ cho bốn mâm cung này biến thành cam lồ mỹ vị dâng lên liệt vị hương linh có ngài kỷ dụ có lễ nhập tháp và cầu siêu được ân trên công đức. Nam mô Đà Bảo Như Lai, Nam mô Bảo Tháp Như Lai, Nam mô Diệu Xá Thân Như Lai, Nam mô Hoàng Bà Thân Như Lai, Nam mô Di Đà Bảo Như Lai, Nam mô Cam Lộ Bồ Như Lai, Nam mô A Di Đà Như Lai, Nam mô Đà Bảo Như Lai, Nam mô Bảo Tháp Như Lai, Nam mô Diệu Xá Thân Như Lai, và một mâm cho thai nhi bị chết vạn tử từ trong bụng mẹ biên thờ tang cho. Nam mô Ta Pha Đa Tha Nga Đa Pha Lô Di Đề Ra Ta Ma Ra Hào. Nam mô Ta Pha Đa Tha Nga Đa Pha Lô Di Đề Tam Ma Ra Tam Ma Ra Hào. Nam mô Ta Nga Đa Pha Lô Di Đề nương nhờ phước lực tu hành của ni sư
khiến tất cả các hương linh có ngày kỷ dỗ hôm nay, hoặc có ngày nhập tháp dân sơ cầu siêu. Và chiều nay có ba bộ ngọc xương xá lợi, và những hương linh này đầy đủ phước duyên nghe được thần chú bạc nhất thiết nghiệp chương căn bản Đà La Ni lần đầu tiên cùng trì tụng với thần chú dược sư, khiến tất cả hương linh đều được ân chiêm công đức biển thì thần chú Nam Mô Tô Rô Bà Gia Đa Tha Nga Đa Địa Tha lễ liệt vị hương linh một lần nữa nhị bái. Đảnh lễ xong chăm từng trà lần thứ hai dành cho liệt vị hương linh được con cháu hoặc là người phối ngẫu dân sơ cầu siêu. Những lá sơ này sẽ được hòa vào dư tro cốt của những người đầy đủ công đức giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô Cam Lộ Vương Bồ Tát. Nam Mô Cam Lộ Vương Bồ Tát. Nam Mô Cam Lộ Vương Bồ Tát. Cam Lộ một giọt lên lễ xong từng trà đặc biệt này hướng về các thai nhi bé nhỏ bị chết quạnh tử từ trong bụng mẹ. Các thai nhi nghe sư ông khai thị đây, thân người khó gặp, chúng con đã có nhân duyên với mẹ và cha, nhưng mẹ cha con lúc đó chưa hiểu đạo, nghĩ rằng chỉ là cục mau không có thần thực. Giờ này quy y Tam Bảo, mẹ cha của chúng con rất là ăn năn hối hận. Các thầy ơi, hãy hướng về Đức A Di Đà phát nguyện giảng sanh trong tháng 5 năm 2025. Sư ông có một pháp hội Phật đảnh tôn thắng rất là thù thắng, tỳ kinh niệm Phật tụng chú liên tục trong 10 ngày, sư ông sẽ dành tất cả công đức để mà giải trừ tất cả quan gia trái chủ, để cho mối ân quan giữa mẹ và con của các thai nhi chấm dứt từ đây. A nga 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 bà pha phiền nhớ ra hồng nga 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 bà pha Yeah.
Phật có gì thật ra vậy nên Di Đà hào danh sao chớ thiệt là rất cao hay từ tám vạn trần lão tham thiền quán tường pháp nào cũng thua Di Đà xưa cũng làm vua vô chùa mà tu Oh.
Đâu thì bây giờ chút nữa là mình đụng là chú Phật Đản Xuất Thắng đó. Một cái thôi. Một cái thôi, dạ, cái sớ này được. Chúng có sẵn rồi. Cô ở đây. À, có cái microphone được đưa cho cô. Để phụng vấn sơ, tại vì tôi biết cái ông Minh Trí này là đệ tử tôi, là bác sĩ bên Tây qua đó, ông ra ông chuẩn bị công quả ở Phật Đản Xuất Thắng. Và ông biết cô này ở bên Pháp luôn. Nhưng mà vì lý do đó là có những lý do đặc biệt, cô này không có thể cậu đều đây được, là ta thầy truyền giới kêu là Sa Di Bồ Tát, cho nên thầy cho tới dưới điện. Rồi khi nào mà nó thượng duyên rồi này kia thì sẽ đến đây là tôi cạo nhé. Nhưng bữa nay là cạo cái tâm chứ không có cạo cái tướng nha. Nói vậy hiểu rồi. Nhưng mà câu hỏi đó tôi về vô nhận hạnh đầu nhân hạnh năm nào? Dạ, đấy. Đấy. Tôi đưa cái máy vô. Khoan. Cô nói lại coi. Đưa gần vô. Dạ. Vì bố con nó là dạy đại học bà này. Dạ. Bố con đó là giáo sư dạy trường đại học bà này. À, bố cô tên gì? Dạ, Trần Đức Rạng. À, rồi biết rồi. Vâng. Mà cô đó thì cô học cái khoa gì? Dạ, thưa con học đầu tiên là con học đại học sư phạm. Dạ. Con ra làm giáo sư. Dạ. Dạ. Thì rồi sau này năm 1975 á, thì có sau nói vậy là con đi vượt biên, con bị ở tù, rồi con bỏ nghề. Mẹ bỏ nghề. Dạ. Cái là mất dạy. Tôi không phải như thế. Thì tức là đang dạy tôi cũng mất dạy luôn, các bạn giáo sư tôi đi xung coi đó. Dạ, biết. Tôi cũng mất dạy luôn. Dạ. Nói vậy là tôi hiểu mất dạy không? Thật ra đó thì những người này đó thì tại vì tôi nói thật á, ông Minh Trí này nè, ông cũng nhà sư đối với những thời đời đó, thì tôi tin tưởng ổng, tôi biết ổng, ổng cũng biết hòa thượng Huệ Thành đó tôi, mà ổng cũng biết luôn sông Kiến Châu, cho nên tôi mới bảo đảm đấy. Còn tôi không biết cô bên Tây rủi cô. Dạ, thưa sư phụ, con là chị ruột của chị. Chị đâu có ông nè. Dạ. Sao mà thấy không giống vậy? Dạ, tôi con cũng không hiểu tại sao. Dạ. Người nói như thế. Và có những cây sinh đàng hoàng. Có cha mẹ đàng hoàng. Dạ, con. Chưa, thì mới đây có giờ giống không đây? Quay xuống. Không có đi giống chứ không ạ. Không có đi giống. Đi giống theo kiến. Dạ. Giống hai cái mặt kiến. Dạ, dạ. Đưa gần xuống để cô nói cho nghe, cô nói xuống. Con nói thật. Để con Đức Nguyệt. Không, con đưa gần vào cho nên cô nói sai đó. Đưa sai. Xin con kể chuyện về cái dòng dõi gia đình con như thế này. Tại vì con theo đạo Phật là thế này, bà cố của con. Tức là lúc bây giờ chưa biết gì về đạo Phật hết cả. Thì cụ cố của con có ra đi. Thì khi trước khi cụ cố con mất, thì cụ cố con mới nấu một nồi nước tắm rửa xong rồi nói là các con ơi, ngày mai bà ra đi. Thì khi cụ ra đi thì sáng mai thì vô nhà thì thấy hương thơm ngọc. Dạ, tốt rồi. Bà thưa thế này, con nó không phải con khen con, nhưng mà bản thân con ăn cây trường tự về. Dạ. Và con cũng không có khoe nữa. Con nhưng mà giờ hồi đó giờ là còn ok biết khen không? Dạ. Thế con nói để sư phụ hiểu là như thế này. Con biết sư phụ là vì con rất là tôn trọng là như thế này. Từ khi mà con biết là tại sao tôi là tu sĩ và con học bài đó rất là kỹ, nên con biết về ngài. Nên con mà con hôm nay con nói với hết tất cả cái chân thành để mọi người nghe hiểu là sao. Không, tại vì cô cũng hỏi là em của chị là chị cô bác sĩ Minh Trí, mà cô là con bà là cô organic đó hả? Dạ. Tức là chê độc giữa đường đó. Dạ. Không phải như thế này. Không phải. Tại vì nếu mà chê ngon ta hái mẹ nó rồi. Con xin thú thật là như thế này. Khi con có những khác, con để con kể chuyện để cho tất cả mọi người nghe. Và cái này là duyên nợ của cuộc đời và do con niệm Phật từ bé. Để khi con đến Pháp á, thì là do con nói thật cái sự thật về đời con. Là khi con đến Pháp á, thì là con đi bằng giấy tờ du lịch.
Đi thăm bố con bị bệnh. Đi năm nào? Năm dạ, con đi năm 9, đi sau. À, tức là chỉ cộng 9 triệu vòng rồi cũng phải đi. Dạ, thì khi đến con đến Mạc Xây, thì khi con đến Mạc Xây thì bố con bị bệnh. Yeah. Thì con đi lang thang ngoài đường. Con đi lang thang ngoài đường, thì con cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Yeah. Và khi con đến đi, con đi đi khoảng chừng 2-3 tuần thì con tìm được việc làm ở Mạc Xây. Ờ. Nhớ nhà mẹ bố không có việc làm, cái A Di Đà Phật. Con nói cái tất cả tấm lòng. Đấy nha. Từ nay đó mà không có gì làm cứ đi lang thang rồi bố xa ai như là Phật, ai như là Phật. Chính xác rồi, đó chính xác. Con nói là con nói. Thầy nói thiệt má. Con, cái đó là sự thật. Cuộc đời nếu mà người ta tin tưởng hoàn toàn tuyệt đối, thì con nói... Anh thôi cái niềm tin của mình thôi. Vâng, cái đó là niềm tin, là niềm tin tuyệt đối. Và con tin tưởng là như thế này, ở bên tay, hai bên vai của mình, có hai vị hộ pháp, một vị hộ pháp thánh thiện và một vị hộ pháp, thì con đã chứng kiến điều đó ngay cuộc đời con. Thế thì con kể đến tất cả mọi người về cái Phật giáo con theo là vì con xin các sư phụ để cho con nói, xin là sư phụ là như thế này. Mỗi buổi sáng sớm con dậy là trước khi con dậy là con xúc miệng sáng nhân xong thì con tụng kinh Lăng Nghiêm. Giỏi nha, rồi con tụng Lăng Nghiêm xong rồi con tụng chú Đà La Ni. Xong chú Đà La Ni con tụng Đại Bi. Đại Bi xong con tụng thập chú. Xong rồi cuối cùng thì con nói là Yết Tế, Đế Ba La, Yết Tế Ba La Tăng, Yết Tế Bồ Đề Tát Bà La. Và con nói thiệt là con có một câu chuyện mà con kể đây không phải, vì đây là con nói về phép Phật nhiệm màu để cho tất cả mọi người tin tưởng. Là thưa bạch sư phụ, là cách đây 6 tháng có một nhà căn nhà ở một cái imớp ở bên Mỹ, ở bên Pháp, nó có ma. Có ma mà người ta thương tất cả mọi người là tự nhiên cái bà con rất là no hà lối. Dạ chú, con không biết nhưng mà con kể để sư phụ nghe thì người ta mới nói như thế này. Cô ơi, cô tôi nghe là cô tụng kinh nhiều lắm, mà bây giờ tôi mời thầy ở thương tôi là thầy quảng đạo á. Yeah. thì không có mời được, thôi bây giờ tôi quen cô một thầy quảng đạo là ba cái gì sư? Thì con kể cho sư phụ nghe để câu chuyện để chứng minh là đạo Phật rất là nhiệm màu. Yeah. Thì con nói là tôi thì tôi chưa có đi tu, nhưng mà tôi tụng kinh hàng ngày, tôi ăn chay thì tôi cứ đến tôi cúng cho các bà. Rồi bà nếu mà bà tin thì con tới. Con tới thì con tụng hai ngày thì bà tới bà đấy. Con tụng tiếp đi, ma nó đi rồi. Vậy là ma nó sợ cô á. Dạ, sợ cô. Con theo con thì sư phụ biết sao con tụng lần kia mà con vô là con tụng 108 lần chú bán xanh. Con xin là quý vị ơi, quý vị ở đây làm gì? Quý vị về chùa đi, chùa Ba Nhơ á, gần nhà quý vị đó. Không, về Tầm Nguyên đi. Con nói tầm Nguyên thì xa quá, không về đâu. Tầm Nguyên phải đi overseas hả? Không, con nói thiệt đó, con nói thiệt. Chứ tiên ma nói lên Mỹ ma nói nó không có đâu. Thì bây giờ con nói thiệt, tự nhiên người ta mời con đi quá. Rồi vậy nó khác rồi. Rồi cảm ơn qua bây giờ. Rồi anh nói thì với cái tên được tên gì nè, tên gì? Con ạ. Dạ, tên con là Trần Diệu Hằng. Trần, họ Trần hả? Vâng, con họ Trần Diệu Hằng. Thưa quý vị là nó nhiều cái chi tiết nhỏ nhỏ lắm. Diệu ha, Diệu Hằng hả? Vâng, Hằng. Hằng đó là Hằng. Đấy, từ cái sư phụ là một Hằng nha. Bạn nghe tên Hằng là biết hiền rồi. Tên Hằng hiền lắm. Con hiền lắm mà con không hiền khó hả? Em hiền như bài sư. Dạ. Nghe chữ Hằng là biết hiền rồi vậy. Rồi bác pháp danh của cô hồi đó giờ nó tên gì? Pháp danh của con đó là Diệu Thường. Diệu Thường, rồi. Diệu Thường là... Cái giữ tên nó đẹp lắm, Diệu Thường đó. Vâng, tại vì... Tức là bình thường tâm là đạo đó, mà mát mát là không phải đạo đó. Không, mình tu để lại trở lại cái tâm bình thường, đúng không? Diệu là diệu pháp, thường là bình thường. Mình cỡ như Hồng Phượng là không bình thường. Thầy vui lắm nha, đây mình tu thì vui lắm. Thật ra tại vì biết là chị của mình Trí mới dám vậy, chứ người khác không dám đâu. Vậy tại coi như gia đình nó mình Trí được vậy nha. Dạ, không có này. Thầy làm vậy tu nó vui lắm. Vui, dạ. Rồi cô xin là ngày chúng ta mấy? Con á thì trên giấy khai sinh của con á, tại vì đi làm là sinh năm 1949, mà thực sự tuổi con là tuổi Đinh Hợi. Yeah. 1947. Tuổi thật là con heo nằm nhưng mà là thay con chuột, phải không? Đinh Hợi.
á thì giữ nguyên thầy ký luôn cái giấy. Trong mà Sa Di Bồ Tát á là tôi sẽ nói về những cái giới Sa Di, tôi biết nhiều giới Bồ Tát tôi không nói tại đây nhiều người chưa thọ. Nó có 6 giới trọng và 28 giới khinh nha. Còn nếu mà Sa Di xuất coi như Bồ Tát xuất gia là 10 giới trọng 48 giới khinh. Tôi vừa học tôi lên web đi cũng có, còn như tôi cũng tôi không có dám nói ở đây tại vì có nhiều người không có thọ họ bị bán rồi. Còn giới Sa Di là cô biết rồi nha. Không sát sinh là 1, không trộm cắp là 2, không dâm dục là 3, không vọng ngữ là 4, không dùng rượu và các sách sai là 5, không nằm giường cao chiếu rộng là 6, không ăn phi thời là 7, không ca múa là 8, không trang điểm đeo trang sức là 9, không giữ tiền bạc có tiền nhiều đưa qua tổng viên giữ hết. Dạ cơ, bạc sư phụ, minh trí giữ hết của con. Minh trí giữ hết rồi. Bác sĩ giữ là bỏ đảm đó, bác sĩ giữ là bỏ đảm. Con ký hết giấy tờ xong chưa dạ? Rồi bữa nay là ngày 19 không? Dạ. Rồi cô có giấy điệp liền không? Dạ. Khi nào mà có đi Việt Nam thăm nó đưa ra nó cho con vô con tìm mặt. Con không về Việt Nam không? Cầm giấy này hỏi bác con luôn, nó đi cũng kia đi. Dạ. Rồi, mời cô xuống. Nha, yeah, về ba đi đọc phe đó, có cái giấy này ngon lành này, giấy tôi kiếm. Dạ, cái này con phải được với ông. Lại, cảm ơn. Thôi, thôi, cảm ơn rồi. Để tôi giúp Bồ Tát, Sa Di Bồ Tát, tức là cổ, mình cho cổ giới để cô ra, cô làm việc đó, ở ngoài thế gian mà. Cô chị Bồ Tát, nó khác chứ không phải là xuất gia. Dạ. Thì giới Bồ Tát tại gia đó, nói về tôi không hiểu. Là cổ ơi, cái yêu nó giữ làm kỷ niệm nha. Dạ. Khi nào nó có dịp á, tại vì cô được quyền mặt, tại vì cô là Sa Di Bồ Tát, nha cô có để tóc cũng được đó, khi nào đi biểu tình chống cộng sản cũng mặc vô luôn. Cổ tính cộng mà, đừng tính cộng như vậy. Dạ, dạ con tính cộng. Dạ, tính cộng rồi. Thật ra vui vẻ đó, tại vì thầy biết Minh Trí á, là cũng như là ông Tăng ra đời đó, Minh Trí đó. Rồi biết về thầy nói như vậy đó. Hả? Ra vô rồi thầy. Không, tôi biết ông bị cột lôi rồi đó. Ông bị cột lôi rồi thật ra là, nhưng mà bác sĩ nha, bác sĩ Tây đó. Thật ra đó thì quý vị biết bây giờ đó là, để coi, như vậy là tất cả những cái vụ xuất gia là đi hết rồi, đâu còn ai nữa thấy không? Hết rồi thấy không? Xong rồi, xong, tính luôn rồi vậy hết. Bây giờ, nó mấy giờ rồi, coi giờ mấy giờ. 12 rưỡi. Để chúng ta đi ăn xong đó là qua những người nào mà, trước khi mà đặt tượng đưa lên về kia là không có xuống đảnh được nữa đó thì thầy cho một chiếc đò cuối đó nha, là có thiện hội này, có luôn cả cái cô diệu thường về kia nữa nè, thấy không? Minh Trí rồi có cái người bên Tây và với một số người kể là chút nữa là thầy sẽ làm quán đảnh đó, chiếc tàu cuối đó nha. Chiếc tàu này đó là coi như là xong rồi, là không có tàu nào để mà giúp đưa quý vị đó là qua bên Mỹ nữa đâu nha. Hả? 2 giờ quán đảnh đi. 2 giờ quán đảnh. Rồi mấy giờ sáng? Sáng giờ bây giờ mình một bộ mình sáng nhiều lắm là 3 giờ 10 phút là cũng phải sáng lẻ lắm. 3 giờ quán đảnh, 3 giờ sáng đi. Rồi 3 giờ sáng. Dạ. Tập trung ngay chỗ đàn chung á. Vậy 3 bộ, 2 bộ của Lữ Nguyệt, cái bộ của anh Ti. À, 2 bộ Lữ Nguyệt, cái bộ anh Ti, rồi còn tất cả bộ khác tôi nói cho quý vị nghe. Quý vị đừng có nói đi khi có cái danh sách rồi đó. Sư phụ về thường đó. Là sư phụ sẽ tụng mà khi mà mình tập trung á, một tương bộ lá nó đẹp, hớ riêng nó không có đẹp. Từ từ đó đã có danh sách công thu rồi đó, để đó rồi. Rồi cái lít đó mà lít số 2 cũng về từ từ, tôi yên chí đi. Từ đây tới xuống cũng về đó. Tới từ đây tới tới Tết là thầy cũng về đây nhiều lần, có thể nói vậy còn nhiều lần. Không phải. Bây giờ đó là tại vì cư dân trong làng già hết rồi. Cả hai làng sư phụ phải về thường. Cái này có ai gì không? Ủa mà, Võ Đăng Khoa, ai đâu? Chị ai? Võ Đăng Khoa đâu? Cho bạn của phía bác sĩ rồi. Dạ, cho con lấy. Cái này giấy xin tên xe đi nè. Rồi. À, Võ Tài Chem, Chem. Chem, Chem, Võ Tài. Đây là cái giới tên Sa Di mà tu Sa Di. Võ Văn Tám. Võ Văn Tám, Quảng Bá có gì không? Dạ.
Đinh Thị Diễm Phượng Diệu Động. Ai đặt con Diệu Động vậy? Thầy nào đặt? Ở đâu không? Ở Việt Nam, Diệu Động hả? Diệu Động. Vậy nó tưởng sau này là Diệu Động, đây có Hồng Động mà cũng không có Diệu Động. Diệu Đông hả? Diệu Đông. Đông. Tức là Động, tức là cô bỏ Động hay là Diệu Động? Hồng Đông thì rồi, Diệp Bảo Thắng, Huệ Đắc. Rồi lên. Ủa? Đó là của ai vậy? Ba con. Ba con hả? Rồi. Rồi, xong. Xã giới ha, rồi. Không có giới điệp, không có giới điệp. Cái ông mới tu lần đầu tiên, cái ông mà đời chồng của bà Đậu Phộng á. Pháp sư Đậu Phộng. Pháp sư Đậu Phộng. Tại vì tôi không dám truyền giới số đi, tại sao không? Tại vì bà nói khi mình truyền giới số mà tặng cho mấy người một hũ Đậu Phộng đó kìa. Ăn đây là nó sẽ hương qua thỉnh, hương qua thỉnh thỉnh. Thảo lớp bóp lớp bóp. Hiểu không? Hiểu. Bà nói là xe nó đấy, chồng bà lần đầu tiên đi tu mà ổng ngon lắm. Bà nói cậu đầu đó có ngày, bây giờ nó xin 7 ngày. Bây giờ xin 7 ngày. À, xin 7 ngày rồi, ngày nãy lúc, phải không? 7 ngày không cô? 7 ngày là mỗi người đó là 7 lô Đậu Phộng. Tôi không trả rồi bà đem mỗi người bẻ lo mà cái túng đó là hương qua thỉnh, hương qua chịu thỉnh, nó kẹt lắm. Biết nói gì không? Biết nói gì mà cười. Nè, Di, lúc này có bộ cười tươi với tôi coi chừng nha. Lúc này, con biết không, sư phụ đã dạy thằng Di đó là quyến chuyển hết rồi đó. Dạy nó rất là dịu dàng nha, không được ký kết điều gì với vợ nha. Vợ mà có hơi xe rồi thì thay nhớt nha. Anh như vậy mình có cần gì phải gọi nha. Nếu là ok không có cấm đó nha. Nhớ nha, đừng có chuyện tới nha. Sư phụ có nói với nó rồi, nó đi tu. Nhưng mà khi nào vợ gọi đó là phải về để mà phục vụ chúng sanh, là cúng dường chư Phật ngay chứ. Tại giờ vậy đó, bữa nay không định vậy đó. Vợ con cũng là chứ hai chúng sanh. Vợ con cũng là hai chúng sanh. Mà nhớ thì thưa là thưa hai chúng sanh. Dạ. Nhớ học câu đó là có thiện bảo. Thì bảo nhớ ở dưới sinh tên thưa chúng sanh. Như vậy là vui đó, vui đó, mình tu đó là mình phải thực hành cái hạnh nguyện Bồ Tát. Mình độ ai không biết, mình phải độ cho vợ con mình, phải vui trước. Bây giờ thấy không, bây giờ hai đứa ngồi nhau gần vậy tu mình thấy sướng không? Sướng nhất rồi, thấy không? Mỗi vậy quan trọng là sư phụ là vậy đó, thấy không? Bữa đó nó gọi lên, nó hỏi làm với gì, nó nói lý vậy, thấy không? Chia tài sản không? Không chia. Thấy không? À, tức là sắc tích thì không, không tích thì sắc rồi. Bây giờ tôi đố quý vị nè, có người hỏi tôi, vô minh tánh tích Phật tánh, nói sao rõ đi, vô minh tánh tích là Phật tánh. Cái này là cái pháp giỏi nè, cái pháp rất là ngon nè, dở như là pháp thiệt nè. Làm sao chứng minh được, vô minh tánh tích là Phật tánh. Nói thì hay lắm, chứng minh đi. Không, phải nói cho rõ. Cái hai là nói là nói vậy, cái hai cùng là một, phải không? Không, phải nói cho rõ. Thật ra là không, thì giờ thế này nè, tôi nói cho quý vị, cái này là cái tam bảo quý nè, cái giảng dự dở mà đây là thiệt nè. Nhìn một cái bờ biển ở mặt nước ở Vũng Tàu, khi mà tôi ra tôi thăm Ni Sư Như Thị ở thiền viện, tôi ở thiền viện chân không, Ni Sư Như Thị ở thiền Bát Nhã. Thì bữa đó tôi với Ni Sư mới ngồi ngay trên cái núi, trên núi á, núi Đại Báo á, mới nhìn xuống mặt biển Vũng Tàu thì lúc mặt rất là lạnh. Thì lúc đó đó là tình cờ thôi, hai chị em cứ tìm hoài, tại sao mà mình tìm hoài không kiến tánh, không thấy Phật tánh, mà tại sao Phật tánh ở sát với mình ôm nó, mình ngủ, mình ăn Phật tánh, ăn mà nó đi theo mình cả cuộc đời, từ kiếp này qua kiếp kia Phật tánh cứ theo mình, tại sao mình nhận không ra. Thì rốt cuộc rồi ra chút xíu á, gió nó thổi bão lên, gió nó thổi bão lên ào 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 á, thì lúc đó thì ngộ cái chỗ đó. Khi mà không có bão đó thì nước và sóng là một, mà khi bão thổi lên á thì cái mặt biển á nó trở thành sóng, thành hai. Khi mà tâm không có tham sân si như bây giờ thanh tịnh á,
là tất cả ma tánh và Phật tánh chỉ là Phật tánh. Và khi tham sân si nổi lên là Phật tánh biến thành ma tánh. Hiểu chưa? Khi chưa có sống thì mặt biển vẫn là nước. Khi có sống lên thì nước biến thành sống. Phải không? Nhưng mà khi mà phiền não hết tham sân si rồi thì nước trở thành ra là mặt biển. Cho nên vô minh tánh tức là Phật tánh. Đã chưa? Rất là đơn giản. Tại vì không thể tách rời nó được. Khi nào có tham, có sân, có si, có thương, có ghét, có phải, có quấy thì Phật tánh biến thành ma tánh. Mà khi không tham, không si, không phải, không quấy, tâm vô sở trụ thì lúc đó ma tánh biến thành là Phật. Cho nên không bao giờ tách rời được hai cái này được. Hiểu chưa quý vị? Không thể nào tách được. Vị thầy nào nói là gì? Đừng theo vọng tưởng vị thầy đó chưa có bước vào cái cửa đó. Vị thầy đó còn thấy có hai. Nha. Tại vì sao? Pháp môn bất nhị là của ông Diêm Văn Cật. Bất nhị là không hai. Mà rõ ràng nó có hai. Bây giờ thầy coi chúng ta khi một buổi chiều ngồi yên lặng nhắm mắt điều hơi thở thì tất cả không có vô minh, thì ngay lúc đó là vô minh tánh tức Phật tánh. Mà khi mặt biển không có gió thì mặt biển lặng lờ không có một làn sóng. Gió nổi lên, gió tham, gió sân, gió si, gió phải, gió quấy, gió thương, gió ghét nổi lên thì Phật tánh biến thành ma tánh. Mà khi hết tâm thương, tâm ghét, tâm sân, tâm si thì ma tánh tức là Phật tánh. Hiểu chưa quý vị? Đó là Phật tánh, đó là cái quý nhất. Rồi chúng sanh vô biên thệ nguyện đầu phiền não vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thầy nguyện thành. Từ chỗ này tụi con cẩn thận. Cẩn thận. Khi một người đó tâm họ đang thanh tịnh, họ đang giữ giới, mình nói họ là mình tội vô lượng thì họ là Phật. Mà khi đó họ nổi sân, mình nổi sân thì ma đánh với ma không có tội. Nhưng mà ma chửi Phật là ma đỏ. Hiểu chưa? Nhớ, người ta làm lỗi là lúc người ta nổi sống tham sân si. Nhưng mà khi người ta ta ngày mai là ta hết rồi, mà mình vẫn đem lỗi người ta nói mình giết cái búa đó. Tu rất đơn giản, hồi xưa thầy tìm không biết bao nhiêu năm, tìm được cái chìa khóa đó rồi thì mình thấy rõ ràng, nó là bất nhị. Nó cũng là Phật, nhưng mà hả mà có tham sân si thì nó biến thành ma. Nó là nước mà biển thanh tịnh, nhưng mà có sóng lên là thành là gió, là có gió vô thành sóng, mà hết sóng thì trở về lại là thanh tịnh. Cho nên khi nào có tham sân si là lúc đó vô Phật tánh biến thành ma tánh. Mà khi hết tham sân si thì ma tánh biến thành là Phật tánh. Đơn giản không tụi con? Dạ đơn giản. Đơn giản lắm. Phải tìm được chìa khóa đó thì từ từ mà vô nhé. Vô mỗi một cơn giận nổi lên là mình biết mình đã sống với ma tánh, mà khi người ta chửi mình mà mình không nổi giận là mình đã sống với Phật tánh. Vậy thôi à. Rồi chúng ta xuống ăn đi. Rồi mấy giờ rồi, nó hẹn lên có kêu để không? Chấp thêm chút xíu đi thì. À. Chắc 2:30 thì 2:30 quán rảnh lần cuối, rồi sau đó ra sàn xá lợi. 3:30 sàn. Rồi xuống ăn trưa đi quý vị. Dạ. Yeah.